Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khi gặp các tai nạn chấn thương thì việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng. Nếu thực hiện không đúng cách sẽ làm cho người bị nạn thêm tồi tệ. Trước khi đội cấp cứu chuyên nghiệp đến thì chúng ta có thể duy trì sự sống hay giúp đỡ các nạn nhân bằng những tác động sơ cứu đúng cách để tránh những tổn thương đáng tiếc để lại về sau. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống. Sơ cứu tổn thương mắt. Đối với tổn thương mắt, điều quan trọng nhất là bạn băng vết thương lại và tìm sự giúp đỡ. Việc rửa mắt có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn và có thể để lại hậu quả lâu dài. Bạn chỉ nên rửa mắt trong trường hợp mắt tiếp xúc với hóa chất. Với trường hợp mắt bị tổn thương do hóa chất, bạn cần bình tĩnh, tránh trường hợp thấy đau rát thì đưa tay lên dụi mắt. Hành động này có thể khiến hóa chất loang ra, làm tổn thương giác mạc. Dùng nước sạch rửa mắt nhanh nhất có thể để loại trừ nguy cơ mù vĩnh viễn. Nên cúi đầu dưới vòi nước và nghiêng sang một bên, sau đó cố mở bên mắt bị bỏng axit trong khi cho nước chảy nhẹ nhàng. Để nước chảy như vậy sẽ khoảng 10 phút, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, thăm khám và điều trị. Xử lý vết bỏng. Dựa vào mức độ nghiêm trọng của vết bỏng, nếu bị bỏng độ 3, da đen hoặc khô và vùng bỏng lớn hơn 7 cm hoặc bỏng ở xảy ra ở tay, chân, mặt, háng, khớp lớn, hãy gọi ngay cấp cứu. Khi mức độ bỏng nhẹ, bạn có thể ngâm vùng bị ảnh hưởng trong vòng 10 đến 15 phút trong nước lạnh, sau đó phủ lớp mỏng gạc vô trùng lên vết thương. Khi bị bỏng lạnh, cần ngâm phần cơ thể bị bỏng lạnh vào nước ấm, không chà sát cho đến khi da trở nên mềm mại và cảm giác được phục hồi, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Xử lý tình huống khi bị vật chèn đường thở. Hóc dị vật rất dễ xảy ra ở trẻ nhỏ gây chặn đường thở. Gặp tình huống này, bạn cần bình tĩnh và xử lý nhanh bằng cách vỗ lòng bàn tay thật mạnh 5-7 cái vào vùng giữa hai xương bả vai trên lưng trẻ. Hành động này sẽ khiến áp lực trong lồng ngực trẻ tăng lên để tống đẩy dị vật ra ngoài. Nếu trẻ vẫn khó thở, tím tái, bạn cần đặt bé nằm ngửa, dùng hai ngón trỏ ấn mạnh, nhanh, đột ngột vào xương ức, đồng thời ngay lập tức gọi cấp cứu. Xử lý khi gặp người bị đột quỵ. Theo bác sĩ Nguyễn Thái Chí, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Đà Nẵng, sơ cứu đột quỵ đúng cách người bệnh sẽ thoát khỏi cơn nguy kịch đến tính mạng và tránh được những biến chứng lâu dài. Khi thấy những dấu hiệu như liệt mặt, rối loạn tiếng nói, yếu liệt tay chân, choáng váng, đau đầu dữ dội, cần gọi cấp cứu 115. Trường hợp đội ngũ cấp cứu chưa thể tiếp cận được thì cần đặt người bệnh nằm nghiêng một bên, làm thông thoáng đường thở cho bệnh nhân, không để người bệnh tự di chuyển vì có thể bị ngã. Luôn phải cho bệnh nhân nhận được oxy để nuôi dưỡng cơ thể, tránh tình trạng chết não. Không chích máu đầu ngón tay, xoa dầu hay cho bệnh nhân ăn uống. Sơ cứu người bị ngạt nước. Cần nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi mặt nước bằng mọi cách. Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Nếu bệnh nhân tím tái, không thể tự thở, tim ngừng đập và không có bất cứ một phản xạ nào thì phải ấn tim ngoài lồng ngực. Dùng hai tay chồng lên nhau, đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức và ấn tim với tần số ép khoảng 100 lần trên một phút, đồng thời phải khai thông đường thở, hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Nếu chỉ có một người tiến hành sơ cấp cứu thì ấn tim ngoài lồng ngực 15-30 nhịp, sau đó hà hơi thổi ngạt 2 lần và tiếp tục lặp lại. Nếu có hai người cấp cứu thì một người ấn tim ngoài lồng ngực, một người hà hơi thổi ngạt, kiên trì thực hiện cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh trở lại hoặc cho đến khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Sơ cứu khi bị rắn độc cắn, để nạn nhân nằm yên và trấn an. Nếu cử động sẽ khiến máu chảy và truyền độc đến tim nhanh hơn. Cố định chân tay nhưng không được hạn chế sự lưu thông của máu, trừ khi biết chắc loài rắn đã cắn có nọc độc tác động đến thần kinh. Nới lỏng quần áo của nạn nhân và nếu cần thiết có thể cởi các đồ trang sức như nhẫn, vòng ở vùng bị cắn. Nếu bệnh nhân bị hoại tử tại vết cắn, cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý, dùng gạc sạch đậy lên, băng lại rồi chuyển đi bệnh viện. Cần phải theo dõi sát tình trạng hô hấp. Nếu bệnh nhân thở nhanh, yếu hoặc xuất hiện tím môi phải hô hấp nhân tạo ngay nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Bất cứ trường hợp nào bị rắn cắn, ngay cả khi xác định là rắn lành, đều cần xử trí và theo dõi tại bệnh viện như rắn độc cắn ít nhất trong vòng 12 giờ đầu. Quý vị và các bạn thân mến, lợi và hại của đồ ăn cay sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.